Tuy dịch COVID-19 lan rộng trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề tới nhiều ngành sản xuất nhưng các doanh nghiệp dệt may phần nào vẫn ổn định nhờ xuất khẩu đáp ứng nhu cầu cao của các nước trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, về lâu dài, để vào các thị trường khó tính như EU, Hoa Kỳ, các doanh nghiệp cần thận trọng nghiên cứu về quy trình nghiêm ngặt theo quy định của thị trường nhập khẩu trước khi sản xuất lưu hành. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững Việt Nam IDH tổ chức hội thảo hướng dẫn và giải đáp quy định về CE/FDA. Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung tham vấn, thảo luận và giải đáp kỹ hơn các thắc mắc của doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường CE và quy định giám sát độ an toàn những sản phẩm thuộc danh mục quản lý lưu hành trên thị trường Hoa Kỳ FDA tại thị trường EU và Hoa Kỳ. Các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện thêm các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng các sản phẩm khẩu trang và đồ bảo hộ, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dệt may Việt Nam với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia của các tổ chức chứng nhận quốc tế đã giới thiệu chung về CE/FDA, quy trình thủ tục để lấy chứng nhận CE/FDA.